sức mạnh của một người bắt đầu từ việc gạt bỏ kỳ vọng của người khác. Vì chúng ta có thể sống cuộc sống của chính mình hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có thể thoát khỏi sự kỳ vọng của người khác và tìm thấy ý nghĩa sinh mệnh của chính mình hay không. Tại sao bạn đến đây? Bạn có sợ chết không? Bạn có hài lòng không? Dường như đây có vẻ là một câu hỏi đơn giản, nhưng nhiều người không thể tìm ra câu trả lời quán cà phê này đã từng xuất hiện trong cuốn Quán cà phê nơi tận cùng thế giới của nhà văn Mỹ John Skelky. Cuốn sách đã được dịch ra 39 thứ tiếng và nằm trong danh sách sách bán chạy hàng năm của Amazon trong 4 năm liên tiếp. Mặc dù nhân vật chính John có một công việc tốt, được trả lương cao, nhưng anh vẫn còn hoang mang về tương lai của mình. Lúc này, sự xuất hiện của một quán cà phê đã khiến anh tìm ra hướng đi tương lai và thay đổi hoàn toàn quỹ đạo của cuộc đời. Trong thông báo im lặng có một câu: "Các cuộc đời của chúng ta là sự thoát khỏi kỳ vọng của người khác và tìm ra con người thật của mình." Trong cuộc sống, ai cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình và trong tâm mỗi người đều có phong cách sống yêu thích của riêng mình nhưng liệu chúng ta có thể sống cuộc sống của chính mình hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có thể thoát khỏi sự kỳ vọng của người khác và tìm thấy ý nghĩa sinh mệnh của chính mình hay không sống trong mắt người khác là cuộc sống hàng ngày của hầu hết mọi người học vấn cao và một công việc tốt có thể là tiêu chí của một người thành công trong mắt người khác nhưng nó lại áp lực khiến john choáng ngợp ở trường trung học để vào được đại học và nỗ lực chăm chỉ sau khi lên đại học, việc lựa chọn chuyên ngành cũng là để có một công việc tốt. Sau khi tốt nghiệp, để được người khác công nhận, lại đi tìm một công việc tử tế. Nhìn lại nửa chặng đường đời đầu của mình, John phát hiện ra, dường như anh luôn đáp lại sự kỳ vọng của người khác và tiến về phía trước dưới sự hướng dẫn của người khác. Sau khi tốt nghiệp, anh không còn thời gian để nghĩ về tương lai mà mình mong muốn. Vội vã đến Fortune 500 chỉ để đáp ứng kỳ vọng của gia đình. Trong hơn 10 năm, anh đã làm việc từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày trong một căn phòng nhỏ. Khi đến một độ tuổi nhất định, John hẹn hò và kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình. Cuộc sống của John có vẻ trật tự và suôn sẻ, nhưng anh càng ngày càng trở nên bối rối trên con đường thành công này. Mặc dù những người khác nói rằng sau khi được thăng chức mọi chuyện sẽ ổn, nhưng theo John sẽ vẫn như trước đây, anh vẫn làm những công việc đó hàng ngày. Thế là John bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ cả đời này chỉ có thể bị mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé này, không có khả năng nào khác. Vì vậy, anh đã đưa ra một quyết định bất ngờ, nghỉ việc và đi du lịch một mình bằng ô tô, tạm thời thoát khỏi mọi thứ liên quan đến công việc ngược lại trong cuộc sống thật của chúng ta có rất nhiều người giống như john luôn sống trong mắt người khác nhưng lại quên mất một điều làm thế nào cho bản thân hài lòng khi chúng ta còn đi học vì cha mẹ nói rằng chuyên ngành tài chính sẽ có công việc rất tốt chúng ta đã từ bỏ sở thích của mình và đi theo nguyện vọng của cha mẹ khi lớn lên vì người nhà bảo con gái không cần phải bôn ba bên ngoài nên chúng ta đã đánh mất mơ về nhà trở thành cô gái ngoan ngoãn. Cùng với đó có quá nhiều lời như bạn nên, bạn không nên, vân vân. Suy nghĩ của người khác giống như những cái lọc sắt nhốt cứng nhiệt huyết của bạn với cuộc sống và che khuất tiếng nói bên trong của bạn. Cuối cùng, chúng ta sống để trở thành mẫu hình trong mắt người khác, nhưng chúng ta đánh mất con người chân thật nhất của mình. Trong tác phẩm dũng cảm để bị ghét có nói điều này nếu bạn muốn được người khác công nhận quá nhiều bạn sẽ sống theo kỳ vọng của người khác đó cũng chính là từ bỏ con người thật của mình và sống trong cuộc sống của người khác trong cuộc sống chúng ta không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác nhưng thay vì sống trong mắt người khác tốt hơn là hãy sống trong trái tim của chính mình trong bài thi của cuộc sống này không bao giờ có đáp án chuẩn. Chỉ có lắng nghe nội tâm của chính mình thì chúng ta mới có thể đưa ra câu trả lời ưng ý. Càng lựa vừa ý người khác, càng dễ tiêu hao bản thân. Có một câu hỏi như vậy trên mạng. Tại sao bạn cảm thấy rất mệt mỏi trong khi dường như mỗi ngày không làm gì? Và một cư dân mạng đã trả lời. Một ngày 24 giờ, nếu bạn dành 20 giờ để làm những việc vừa ý người khác, tất nhiên bạn sẽ cảm thấy kiệt sức. Trong thế giới này, mỗi ngày xung quanh cuộc sống chúng ta tràn ngập các loại thông tin. Chúng chiếm lấy thời gian của chúng ta, tiêu hao năng lượng của chúng ta như ma quỷ. Nửa đầu cuộc đời của John dường như là như thế, cho đến khi anh gặp quán cà phê. Cathy, một nhân viên phục vụ tại quán cà phê cho biết, hàng ngày có rất nhiều người muốn bạn dành thời gian và sức lực cho họ như những lời mời tham gia các sự kiện qua thư và nếu chúng ta đều tham gia hết thì sẽ không có thời gian rảnh. Nghe xong, John mang theo giấy bút và sau vài phút anh ta đã đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Giả sử tuổi thọ trung bình của con người là 75 năm, John dành 20 phút mỗi ngày để kiểm tra những email mà anh không hứng thú. Điều đó có nghĩa là những thứ vô bổ này sẽ chiếm trọn một năm cuộc đời của anh và Cathy cũng có trải nghiệm tương tự. Cathy đã từng thi bơi với một chú rùa biển xanh. Cô cảm thấy rất thoải mái và lập tức bơi rất nhanh ngay khi xuống nước. Nhưng cuối cùng không chỉ không theo kịp rùa biển mà cô còn kiệt sức. Cô đã đấu với rùa xanh hai lần, cả hai lần đều có cùng kết quả. Sau đó Cathy phát hiện ra rằng rùa xanh luôn chuyển động theo hướng sóng. Khi thuận hướng sóng thì cố gắng tiến lên khi sóng ngược chiều thì chúng dừng lại tại chỗ và âm thầm tích lũy năng lượng. Nhưng Cathy không bao giờ quan tâm đến hướng của những con sóng và mất rất nhiều năng lượng trong những con sóng ngược dẫn đến thua toàn bộ. Thực tế cuộc sống cũng vậy. Sống thuận theo tâm ý mình, sống như con rùa biển xanh biết phát huy tác dụng của sống thuận, có thể sống một cuộc sống thảnh thơi tự tại bất cứ lúc nào ngược lại nếu chúng ta cứ luôn vì làm vừa lòng người khác một cách mù quáng và dành thời gian cho những việc không có ích cho mình chúng ta sẽ bị cuốn vào làn sóng ngược như ca thi tiêu tốn thời gian và sức lực của chúng ta sức mạnh của một người bắt đầu từ việc gạt bỏ những kỳ vọng của người khác trong sách có một câu chuyện như thế này một doanh nhân sắp đi nghỉ nạp thêm năng lượng để chuẩn bị quay trở về kiếm tiền trong khi đi nghỉ doanh nhân gặp một ngư dân so với những thương gia đang mệt mỏi kiếm tiền từng ngày cuộc sống của người ngư dân quả là đặc biệt khác thường mỗi ngày ngư dân đánh bắt được rất nhiều cá nhưng cuối cùng lại thả hết với tư duy kinh doanh nhạy bén của mình vị doanh nhân này đã lập tức giúp ngư dân nghĩ ra cách làm ăn phát đạt người thương nhân bảo người đánh cá sau mỗi lần đánh bắt hãy bán cá đi sau đó dùng tiền mua một vài chiếc thuyền và thuê một vài người để đánh cá giúp anh ta. Bằng cách này, trong vòng 10 năm, người dân có thể sở hữu một công ty nuôi trồng thủy sản quốc tế và sống một cuộc sống sung túc. Ngay khi người thương nhân đang rất tự mãn với ý tưởng của mình, thì lời nói của người đánh cá dường như đã dán cho vị thương nhân một cậy. Người đánh cá nói, sống như thế thì tốt, nhưng tại sao tôi phải làm thế? Thay vì cuộc sống sung túc, người dân thích cuộc sống bình thường, giản đơn, hàng ngày câu cá, ăn uống và đi dạo cùng với gia đình, vân vân. Nhà văn nổi tiếng người Nhật, ông Haruki Murakami từng nói Bất kể mọi người trên thế giới này nói gì, tôi đều nghĩ cảm thụ của mình là đúng. Dù người khác nghĩ gì, tôi sẽ không bao giờ làm xáo trộn nhịp điệu của mình. Con người sống một đời, nói dạy không dạy nói ngắn không ngắn nhưng trong những ngày có hạn này chỉ bằng cách làm theo cảm nhận của chính mình sống theo nhịp điệu của chính mình thì chúng ta mới có thể thoát khỏi sự kỳ vọng của người khác và đạt được cuộc sống của chính mình sau khi john rời quán cà phê anh bắt đầu suy nghĩ lại về ý nghĩa của cuộc sống và dần dần hiểu ra ý nghĩa của ba câu hỏi đằng sau thực đơn trên thực tế ba câu hỏi này đều hướng đến một câu trả lời giống nhau nếu chúng ta có thể sống cuộc sống của mình theo tâm ý của chính mình thì chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của việc đến với thế giới này và chúng ta sẽ không sợ không có cơ hội thực hiện những gì chúng ta muốn. Kể từ đó, John đã không còn để công việc nhàm chán chiếm lấy cuộc sống của mình, thay vào đó dành một phần nhỏ thời gian mỗi ngày để tập trung vào những việc mình yêu thích, đồng thời cố gắng học hỏi những điều mới thật sự chỉ có hai việc trên thế giới này. Một là những gì người khác muốn chúng ta làm. Thứ hai là những gì bản thân chúng ta muốn làm. Nếu ôm cứng vào việc đầu tiên, sẽ chỉ làm lãng phí thời gian và năng lượng của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể sống cuộc sống của chính mình nếu chúng ta cống hiến hết mình cho việc thứ hai và học cách nhảy ra khỏi sự mong đợi của người khác. Lời kết Tôi thích một câu trích dẫn trong sách. Cuộc sống vốn thật tuyệt vời, nhưng chỉ là có những người không nhận ra rằng chính họ là tác giả, rằng họ có thể sáng tạo ra những gì họ muốn. Trong cuộc sống, có những người mê mang cả đời, không tìm được hướng đi tương lai cho mình. Cũng có những người sống theo cách họ muốn trong một thế giới phức tạp. Những người mê mang kia cũng giống như John lúc đầu, mù quáng đáp ứng kỳ vọng của người khác nhưng không bao giờ nghĩ về cuộc sống mình mong muốn là gì còn những người có thể sống theo cách của mình thì từ lâu đã hiểu rõ những gì họ thực sự mong muốn và tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích sự kỳ vọng của người khác dù tốt đến đâu cũng không bằng sự vui vẻ thoải mái của chính mình chỉ bằng cách gạt bỏ những kỳ vọng của người khác nắm quyền lựa chọn trong tay chúng ta mới có thể theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống gặp được bản thân tốt hơn trong tương lai